Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hải Phòng, tổng số ca mắc sốt xuất số huyết Dengue trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ đầu năm 2024 đến nay đã tăng nhanh, vượt hơn 10.000 ca và xuất hiện ở 14 trên 15 quận, huyện. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn triển khai phương án và các biện pháp tích cực nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết đen ghê. Theo đại diện CDC Hải Phòng, một số quận nội thành như Lê Trân, Hải An, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An tiếp tục ghi nhận số lượng ca mắc cao. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ngành y tế Hải Phòng đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh môi trường loại bỏ các vật đựng nước động, tổ chức phun hóa chất diệt mũi chủ động tại các phường, xã trên địa bàn, phát động chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đến các thôn, xóm, tổ dân phố, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm nóng về sốt xuất huyết. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, sốt xuất huyết dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus dengue gây nên qua đường mũi truyền. Đặc điểm của sốt xuất huyết dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, dễ dẫn đến tử vong. Do đó, người dân cần phát hiện sớm bệnh và hiểu rõ những vấn đề lâm sàng trong từng giai đoạn của bệnh, giúp chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời, hạn chế các biến chứng nặng, hạn chế tử vong. Hiện Việt Nam chưa có vaccine và thuốc đặc trị cho sốt xuất số huyết dengue. Do đó, khi nghi ngờ hoặc bị sốt xuất số huyết, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời các chuyên gia cũng khuyến cáo vector chuyển bệnh sốt xuất huyết là mỗi vạn aedes để phòng bệnh người dân cần chú ý diệt mũi và phòng mũi đốt người dân cần chú ý thực hiện vệ sinh nơi ở xử lý loại bỏ lật úp các dụng cụ có thể chứa nước để mũi đẻ trứng như lọ hoa chai lọ bể cá khu vực rác thải việc chủ động diệt bọ gậy long quăng là cách hiệu quả nhất để loại bỏ mũi phòng bệnh sốt xuất huyết người dân cũng cần phòng mũi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ màn, dùng tinh dầu xua mũi. Phó giám đốc sở Y tế Phan Huy Thục cũng đã đề nghị sở Xây dựng Hải Phòng tiếp tục đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt số xuất huyết Dengue, thành lập đoàn kiểm tra tập trung vào các điểm trọng yếu tại các địa phương có số ca mắc tăng cao. Cùng với đó, các ngành các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nhất là việc phun thuốc mũi ở những nơi có nguy cơ mũi nhiều, tuyên truyền cho công nhân về các việc cần làm để phòng chống dịch